Cảm ơn quý vị. Và trong chương trình hôm nay, mặc dù là vô tình, nhưng mà Hiền nghĩ lại là một cái duyên giữa Thanh Thanh Hiền và những nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương. Và ngay bây giờ, Thanh Thanh Hiền lại muốn giới thiệu đến quý vị thêm một nhạc phẩm nữa của ông. Và điều đặc biệt là nhạc phẩm này, Thanh Thanh Hiền sẽ cùng trình diễn với người bạn đời của mình. Xin giới thiệu đến quý vị, nam ca sĩ Chế Phong. Chế Phong, xin kính chào quý vị. Dạ, kính thưa quý vị, nhạc phẩm sau đây với tựa đề Tình Bơ Vơ. Cả đời mình xây ước mơ cho ngày
ai mong được nên thơ. Cuối cùng là từng bơ vơ, cho anh xin một đêm chăn trối, tìm đông cho tàn năm xưa, dừng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng.